Cây này cây gò công nha các bạn. Cây này cây trắng đá gò công á. Cái gò công thì nó có nu nhưng mà nó ít nu hơn các bạn. Cây này được phần đế dữ lắm các bạn. Đế chỗ này bự dữ lắm. Đế chỗ này 70 à. Còn như cái cụm, còn như cái thân này chắc khoảng 30 mấy thôi nè, 32 33 gì thôi. Còn như nó được nguyên cái phần đế nè, nguyên cái bề đế dưới được, cành rớt các bạn. Cây này cây tận dụng nha. Rồi xuống như chai nước nè. Cái này người ta có làm, người ta có nuôi đế rồi lắm hết các bạn. Nuôi cái ngọn nó được cái ngọn đó. Để không được nữa chứ. Xoài xanh với chai nước rồi ạ. Trắng đá gò công nha. Đây được nguyên cái bệ đế. Chiều cao nó khoảng 1. À, chiều cao nó khoảng gần 50 thôi, 47 à, 647 à. Gò công nha các bạn. Nhìn cái quýnh cành rớt này, người ta cành tận dụng, người ta đánh cành rớt xuống các bạn.